Xin chào mọi người nha, thẩm mỹ Dr. Đi quay lại với cả mọi người trong livestream về kết quả của một ca nâng ngực. Đây là ca nâng ngực thứ tư trong buổi sáng ngày hôm nay tại cơ sở của chúng tôi đây. Và cho mọi người xem hình ảnh ngực trước của khách hàng nhé. Khách hàng này của chúng tôi thì gặp phải tình trạng teo tuyến vú hai bên sau sinh và tình trạng ngực bị xa trễ. Sau khi mà đo ấy, thì bác sĩ của chúng tôi xác định là đây là mức độ xa trễ độ 1 thôi. Đấy, thì khách hàng sẽ nâng ngực và kết hợp treo xa trễ nha mọi người nha. Đấy, treo xa trễ độ 1 để cải thiện được tình trạng ngực. Đó, em mọi người xem. Đây, góc này này, nhìn rất là rõ luôn hai bên ngực nhá. Đấy. Đây, xa trễ này. Mọi người nhìn thấy không ạ? Này, ngực nó đang bị chảy xuống này. Nó teo, nó nhỏ, nó lại chảy xuống như thế này nữa. Đây, rất là rõ luôn. Đấy. Đây, mọi người nhìn này. Đây. Đấy. Mọi người thấy rõ không ạ? Đó. Bác sĩ của chúng tôi sẽ đặt cho khách hàng là size 285cc. Đây, túi nano chip economic của hãng Motiva. Và hiện tại thì là đã có kết quả rồi đây. Thì tôi sẽ cho mọi người xem kết quả và chúng ta sẽ cùng so sánh trước sau nhé mọi người nhé. Khách hàng còn kết hợp thu cả cái phần núm ti nữa. Đó, cái phần núm ti là cái phần mà chúng tôi đã đặt cái logo lên như thế này để che cái phần núm ti của khách hàng đi. Đấy, khách hàng còn thu cả phần núm nữa. Đấy. Mọi người ơi, bởi vì là trường hợp khách hàng này của chúng tôi ngay từ ban đầu là đã xác định treo xa trễ độ 1 rồi. Nhưng mà khi mà đặt cái túi chất liệu vào thì ngực với cái cách xử lý của bác sĩ thì ngực nó đã tròn, nó đã căng, nó đã đẹp rồi. Nên bác sĩ của chúng tôi không treo xa trễ nữa. Thế nên là khách hàng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí là không phải trả tiền chi phí cho cái việc treo xa trễ. Mà ngực thì lại rất đẹp. Đó, thẩm mỹ Dr. D luôn luôn là đặt thứ nhất là nhu cầu của khách hàng, thứ hai là quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu nhá. Khi nào mà thực sự cần thiết thì chúng tôi, các bác sĩ của chúng tôi mới thực hiện dịch vụ. Còn nếu như mà mình chỉ nâng đơn thuần thôi, mình đặt chất liệu vào bên trong ngực thôi, mà ngực đã tròn, căng, đã mềm, đã đẹp như thế này rồi thì không cần phải treo xa trễ nữa. Nó bớt đi được một bước cho khách hàng, bớt đi được việc nghỉ dưỡng cho khách hàng, chăm sóc cho khách hàng, và quan trọng là bớt đi được chi phí cho khách hàng. Đấy, mọi người thấy không ạ? Đây, mọi người xem nhé. Ngực vẫn tròn, căng, đẹp rồi, hai bên ngực bằng nhau rồi thì không cần phải treo xa trễ nữa. Mặc dù ban đầu là khách hàng cũng đã đồng ý treo xa trễ độ 1 rồi, bác sĩ của chúng tôi cũng cảm thấy là cần thiết. Nhưng mà khi phẫu thuật thực tế như thế này thì thấy không cần nữa. Thì đặt túi vào đã đẹp như thế này rồi mọi người này. Đấy, mọi người thấy không? Nên là không cần phải treo xa trễ nữa đâu mọi người ạ. Đấy, mà ngực đã đẹp như thế này rồi, khe ngực rất là khít nhá. Đấy, hai bên ngực bằng nhau. Khách hàng chỉ cần đặt túi và thu cái phần đầu ti thôi là ngực đã nhỏ nhắn xinh xắn rồi. Cái phần đầu ti đã nhỏ nhắn rồi và ngực đã tròn trịa rồi. Đó, mọi người nhìn này. Quay ở nhiều góc khác nhau cho mọi người xem nhá, từ trên xuống dưới này. Đấy, cái độ căng đầy của ngực. Nhiều chị em sẽ thắc mắc là không biết thu cái phần núm ti, phần đầu ti nó có ảnh hưởng gì không, nó có bị mất cảm giác không, khó chịu gì không. Thì xin phép được trả lời mọi người như thế này, khi mà chúng ta thu cái phần đầu ti ấy, thì cái phần đầu ti thứ nhất nó được đẹp hơn, thẩm mỹ hơn, gọn gàng, xinh xắn rồi. Và cái cảm giác ấy thì nó sẽ mất đi tạm thời thôi. Mất đi khoảng một vài tuần đầu tiên sau khi chúng ta nâng ngực thôi. Sau đó thì cái cảm giác nó lại trở về bình thường nhé mọi người nhé. Đó. Nếu như mà ngực đẹp rồi, tròn căng rồi mà đầu ti lại to, hay là quầng ti, quầng vú lại to, lại xấu, lại thẫm màu thì ngực của chúng ta nó không thể đạt được độ hoàn hảo. Thế nên là với những chị em nào mà chúng ta gặp phải tình trạng phì đại cái phần núm vú hoặc là cái quầng vú nó đang bị giãn rộng ấy, thì chúng ta có thể kết hợp vừa nâng ngực và vừa thu luôn. Như vậy thì nó sẽ đem tới cái kết quả tối ưu nhất nhá. Đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ. Hôm nay thẩm mỹ Dr. Đi rất là đông nên là chúng tôi sẽ livestream rất là nhanh thôi để cho mọi người xem được nhiều ca hơn. Và nếu có thắc mắc gì hoặc là muốn được thăm khám tư vấn trực tiếp bác sĩ thì mọi người có thể comment inbox hoặc là để lại số điện thoại nhá. Thì thẩm mỹ Dr. Đi sẽ nhanh chóng liên hệ lại để tư vấn cũng như là đặt lịch thăm khám miễn phí cho các bạn. Xin chào ạ và hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình livestream tiếp theo của thẩm mỹ Dr. Đi.